chào quý quý bạn. Đến lần này ngày vui. Một mái hoa cơm mê xa cuộc đời bên bông, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình rong chơi. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thuở lên đến. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sao cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dập vùi. Trường quen vắng ta, mai ta lại về, cùng theo lũ em học hành như xưa. Rồi đây qua cơn mê, sông càng lại thành dòng, xuôi về ngọt quê hương. Ngày đó tay em dài, vung cuộc tình thật đầy, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xinh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Sao cơn mê vẫn say, dù bao tháng năm đau thương dập vùi. Trường quen vắng ta, mai ta lại về, cùng theo lũ em học hành như xưa. Rồi đây qua cơn mê, sông càng lại thành dòng, xuôi về ngọt quê hương. Ngày đó tay em dài, vung cuộc tình thật đầy, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Vâng, xin cảm ơn tiếng hát anh Lê Nghĩa rất nhiều. Và tiếp tục chương trình là nhạc phẩm Những Đồi Hoa Sim với tiếng hát Hữu Lan. Mời cô chú anh chị thưởng thức. Mời anh Minh Thành chuẩn bị.